Nhà đẹp tân lạc xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà biệt thự dân dụng. Công ty chúng tôi hiện khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho chị Hiền, có địa chỉ tại Uông Bí, Quảng Ninh. Các bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo mẫu nhà của chị Hiền. Nhà các bạn, hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là phối cảnh 3D căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho chị Hiền. Căn nhà của chị là căn nhà 2 tầng mái Thái có phong cách tân cổ điển, màu trắng là màu chủ đạo của ngôi nhà. Khu vực mặt tiền thì chúng tôi sẽ thiết kế 2 cửa đi nha các bạn, 2 lối đi, một lối chính sẽ có bề chiều rộng hơn và hai bên đều sẽ được chúng tôi thiết kế bằng cửa cuốn. Các cột ở khu vực tiền sảnh sẽ được chúng tôi thiết kế là cột vuông đi kèm với đường phào và chỉ ấn tường và được sơn màu trắng để cùng màu với tổng thể căn nhà. Ở khu vực giao nhau giữa tầng 1 và tầng 2 thì chúng tôi sẽ đắp một đường phào đơn giản bao quanh nhằm mục đích phân tầng, tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Ở trên tầng 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm ban công nhỏ ở phía trước và để đảm bảo an toàn cho nhu cầu sử dụng cũng như làm cho căn nhà trở nên đẹp sang trọng thì chúng tôi sử dụng lan can bằng nhôm đúc nha các bạn. Nhắc đến căn nhà mang đậm phong cách tân cổ điển thì không thể không nhắc đến mái vòm ở phía trước. Ở đây chúng tôi thiết kế thêm mái vòm ở phía trước làm cho căn nhà trở nên sang hơn, thể hiện được sự bề thế của ngôi nhà. Hệ thống cửa sổ được chúng tôi thiết kế cho tổng thể căn nhà sẽ là cửa nhôm kính viền tối màu kết hợp với màu trắng là màu chủ đạo, cho chúng ta thấy một căn nhà rất là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Ngoài ra, cửa sổ nhôm kính sẽ giúp hấp thu tốt ánh sáng tự nhiên và bền đẹp theo thời gian. Bao quanh cửa sổ sẽ được chúng tôi thiết kế thêm các đường phào và chỉ ấn tường nhằm tạo hình khối kiến trúc cũng như là tránh tình trạng nước rột vào nhà. Phía trên sẽ được chúng tôi thiết kế thêm một hành lang bằng bê tông cốt thép để tạo điểm nhấn, tạo sự đặc biệt mà không phải căn nhà nào cũng có. Trên trần nhà, các cột sẽ được chúng tôi lắp đặt thêm hệ thống đèn chiếu sáng để căn nhà trở nên lung linh, lộng lẫy vào ban đêm. Trên sẽ xung quanh ngôi nhà, trên ban công thì chúng tôi sẽ bố trí thêm các chậu cây cảnh, cây hoa để căn nhà trở nên hài hòa với thiên nhiên. Hệ mái được chúng tôi thiết kế cho căn nhà của chị sẽ là mái Thái. Trong quá trình thiết kế, chúng tôi sẽ tính toán về chiều cao, độ dốc, tính toán về tỷ lệ vàng của mỗi mái. Từ đó sẽ có những đặc điểm trang trí khác nhau để căn nhà trở nên đẹp và sang trọng hơn. Ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm các cây mái đi kèm với đó là các họa tiết trang trí để hệ mái trở nên đẹp và bắt mắt. Tiếp đến là một phối cảnh khác nữa của ngôi nhà. Do căn nhà của chị là căn nhà ở khu phố, do đó chúng tôi sẽ tập trung phát triển hình khối ở mặt chính của ngôi nhà. Ở góc độ nào thì căn nhà của anh chị cũng rất là đẹp và nổi bật giữa khu phố nha các bạn. Khi nhận được bản vẽ thì anh chị đã rất hài lòng và cảm ơn cũng như là tin tưởng vào Tân Á. Đây là hình ảnh căn nhà vào ban đêm rất là lộng lẫy, lung linh. Tiếp đến là phối cảnh nhìn từ trên cao. Do căn nhà của anh chị ở khu phố mà chúng tôi không không phát triển được hình khối ở hai bên, do đó chúng tôi sẽ thiết kế thêm một giếng trời ở giữa để hấp thu tốt ánh sáng tự nhiên, lấy ánh sáng cho tổng thể căn nhà. Tiếp đến, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là chị Hiền đã biết đến kiến trúc Tân Á như thế nào nha các bạn. Chị Hiền có chia sẻ với chúng tôi rằng chị đã biết đến kiến trúc Tân Á từ rất lâu rồi, do điều kiện về kinh tế và công việc của chị mà bây giờ chị mới có thể thi công được căn nhà của mình. Trước đó thì chị có lên kênh YouTube và website của nhà đẹp Tân Á để tham khảo lựa chọn được cho mình những mẫu nhà thật là ưng ý. Ở đây chúng tôi chuyên trưng bày các mẫu biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4 để các bạn tham khảo. Đi kèm với đó là những video review lại những căn nhà
mà chúng tôi đã thiết kế và thi công để các bạn có một cách nhìn thực tế hơn về các mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế. Các bạn hãy đăng ký kênh và ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào nhà các bạn. Ở website Nhà Đẹp Tân Á, chúng tôi chuyên trưng bày các mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho các chủ nhà từ trước tới nay. Chúng tôi có các công trình ở miền Trung cho tới miền Bắc và miền Nam ở tất cả mọi miền Tổ quốc. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, biệt thự, nhà phố, nội thất và công năng sử dụng của các căn nhà thì hãy truy cập trang web nhadeptana.vn. Tiếp đến, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là kiến trúc Tân Á đã làm việc với chị Hiền như thế nào để ra được một căn nhà đẹp sang trọng như thế nhà các bạn. Để thiết kế được một căn nhà như chúng ta đã thấy thì việc đầu tiên là chúng tôi phải về tận nơi khảo sát, đo đạc và lấy thông tin từ chị Hiền. Sau đó sẽ lập nhóm Zalo để làm việc. Ở đây kiến trúc sư trưởng sẽ làm trưởng nhóm kết hợp với kiến trúc phong thủy, kiến trúc nội thất, ngoại thất sẽ thống nhất các phương án về phong thủy, mặt bằng và phối cảnh. Từ đó sẽ tiến hành thiết kế chi tiết kiến trúc, tính toán kết cấu, tính toán kỹ thuật, cấp thoát nước và kỹ thuật điện. Ở mỗi khâu chúng tôi đều có phòng kiểm tra hồ sơ trước khi bàn giao. Ở khâu giám sát chúng tôi sẽ có hai bộ phận, là bộ phận giám sát trực tiếp sẽ trực tiếp giám sát căn nhà của chị, bộ phận giám sát online sẽ nhận phản hồi hỗ trợ chị Hiền 24/24 để đảm bảo công trình được thi công đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo được chất lượng của công trình và tiến độ đã đề ra. Các bạn có thể thấy rằng để hoàn thiện được một căn nhà, từ khâu thiết kế cho tới thi công đi vào sử dụng, chúng tôi đã cần rất là nhiều con người, nhân lực. Ở mỗi khâu chúng tôi sẽ cử những người có năng lực và phù hợp với căn nhà của chị để đảm nhận. Sau đó một so sánh giữa công ty chúng tôi và công ty khác đều sẽ là khập khiễng. Để có được một mô hình làm việc chuyên nghiệp khép kín như thế này thì kiến trúc Tân Á đã rất cố gắng và phải có năng lực như thế nào thì mới có thể làm được, đúng không các bạn? Tiếp đến, các bạn hãy cùng kiến trúc Tân Á đi khảo sát khu đất của chị Hiền nhà các bạn. Để có được đầy đủ thông tin phục vụ cho quá trình thiết kế, chúng tôi đã về tận nơi khảo sát. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là hình ảnh khu đất của chị ở trên biển đỏ. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi sẽ đo phong thủy. Từ đây sẽ đưa ra các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của chị Hiền. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi sẽ quay chụp ảnh khu đất bằng flycam, đo đạc khu đất cẩn thận, đo chiều rộng mặt tiền, đo cốt đất nền so với mặt tiền để phục vụ cho quá trình thiết kế. Số tiền anh dự kiến đầu tư cho căn nhà sẽ là 1,5 tỷ đồng. Qua trao đổi thì chúng tôi sẽ thiết kế cho chị một căn nhà 2 tầng có công năng như sau. Tầng 1 sẽ có phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ và vệ sinh chung. Một phòng để kinh, ngoài ra còn thiết kế thêm một phòng để kinh doanh nha các bạn. Tầng 2 sẽ có phòng thờ, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, sân phơi và sân thượng. Qua trao đổi và khảo sát thì chị Hiền rất hài lòng về sự chuyên nghiệp, nhiệt tình của kiến trúc Tân Á. Anh chị cũng tin tưởng và hy vọng rằng Tân Á sẽ thiết kế cho anh chị một căn nhà thật là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Hiện nay kiến trúc Tân Á khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tổng thể căn nhà. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về mặt bằng 3D mô tả công năng căn nhà của chị Hiền nhà các bạn. Giới thiệu với tất cả các bạn, đây là mặt bằng 3D mô tả công năng căn nhà của chị Hiền. Ưu điểm của kiến trúc Tân Á đó là bất cứ căn nhà nào do Tân Á thiết kế cứ có 2D thì sẽ có 3D đi kèm. Đó là ưu điểm của kiến trúc Tân Á. Quay trở lại với căn nhà của chị Hiền thì từ ngoài đường đi vào sẽ là khu vực phòng để kinh doanh, phía sau sẽ là phòng khách và cầu thang lên đến tầng 2 cũng như phòng bếp nha các bạn. Ở tầng 1 sẽ được chúng tôi thiết kế một phòng ngủ và xen giữa sẽ là nhà vệ sinh chung và khu vực sân ướt. Tầng 2 sẽ được chúng tôi thiết kế 3 phòng ngủ và trong đó có một phòng vệ sinh khép kín. Cuối cùng sẽ là khu vực phòng sinh hoạt chung, bàn thờ và sân phơi. Phía trước sẽ được chúng tôi thiết kế là ban công nha các bạn. Tiếp đến, các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về
mặt bằng kiến trúc để hiểu rõ hơn về diện tích căn nhà cũng như diện tích các phòng trong căn nhà của chị Hiền. Để bố trí được vị trí các phòng như chúng ta đã thấy thì chúng tôi đã vịt tận nơi đo phong thủy, từ đó sẽ đưa ra các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của chị. Như chúng ta đã biết thì chồng của chị sinh năm 1982, dựa vào phong thủy thì anh chị hợp với bốn hướng năm nhà, đó là hướng Bắc Phước Đức, hướng Đông Sinh Khí, Đông Nam Thiên Y, hướng Nam Phục Vị. Và đây là mặt bằng định vị khu đất. Căn nhà của chị có diện tích là 21,7 x 6,9 m2. Hệ tường bao sẽ được chúng tôi sử dụng là tường 220. Các vách ngăn sẽ được chúng tôi sử dụng là tường 110. Ở ngoài đường đi vào sẽ là khu vực không gian kinh doanh có diện tích là 36 m2. Phía sau sẽ là khu vực phòng khách có diện tích 30 m2. Phía sau phòng khách sẽ là cầu thang đi lên tầng 2 và phòng bếp phòng ăn có diện tích là 24,2 m2. Ở tầng 1 sẽ được chúng tôi thiết kế một phòng ngủ có diện tích 13,2. Nhà vệ sinh chung sẽ có diện tích 4 m2. Cuối cùng sẽ là sân rửa có diện tích là 4,8 m2. Ở tầng 2 sẽ được chúng tôi thiết kế 3 phòng ngủ nha các bạn. 3 phòng có diện tích lần lượt là 20, 22,6 và 16,7 m2. Và ở giữa sẽ được chúng tôi thiết kế là phòng sinh hoạt chung có diện tích là 12,8. Nhà vệ sinh chung có diện tích là 4,7. Sân phơi có diện tích là 10 m2. Phía trước sẽ là bàn thờ có diện tích là 11,6 m2. Và phía trước phòng thờ sẽ là khu vực ban công. Xung quanh ngôi nhà chúng tôi sẽ thiết kế thêm các cửa sổ cũng như bố trí thêm các cây xanh ở khu vực ban công để căn nhà trở nên thông thoáng, mát mẻ, đẹp hơn và hấp thụ tốt ánh sáng tự nhiên. Tôi và các bạn đã tham khảo trong mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho chị Hiền. Hy vọng rằng thông qua mẫu nhà này các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho căn nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0944 784 333. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.